Hello, xin chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay lại trở lại kênh YouTube của Sơn Mai TV cả nhà. Cả nhà thì hôm nay thì trời quang mây tạnh rồi. Thì hôm nay tôi quay lại mấy ông già để tiếp tục giúp phòng của cái thanh niên mà bị tật nguyền, bị què quặt cả nhà. Thì ở đời trước thì vong mình đặt cam cúng kiến ở trên gốc cây. Thì vong xuất hiện và bất ngờ quỳ xuống và lại mình mọi người. Chắc có lẽ là mình nghĩ là do mình cúng kiến cho vong thứ nhất, là thứ hai là vong đã hiểu và cũng đã biết là mình muốn giúp đỡ cho vong và kiểu như là muốn cầu xin mình giúp cái điều gì đó. Thì hôm nay á quay lại trở lại đây không biết mọi người thì Tú cũng có mua một chiếc cây để cúng kiến cho vong cô bé này. Thứ nhất, thứ hai là hôm nay mình sẽ nói chung là nếu mà được mình sẽ xin phép cô bé này, mình xuất hồn cho tiếp cho cô bé này. Nói chung cái cậu thanh niên này chắc mình nghĩ cũng nhỏ tuổi, chắc không lớn đâu, nhưng mà khi mình xuất hồn ra mình giao tiếp và hỏi được nguồn gốc cô bé này thì mình biết được là cậu bé này vì sao mà mắc, vì sao mà lại bị cái tật nguyền như thế đó cả nhà. Đó thì mới biết được câu chuyện ha. Và nói chung vong linh đó, thì cái vấn đề mà vong linh vì sao mà có mặt tại những miếu thì cái nhà ấy, thì nói chung vấn đề không cần thiết phải hỏi, tại vì khi vong linh mà họ không có nơi trú ngụ thì họ sẽ dắt dơ dưỡng nơi này nơi kia và đến một cái vị trí gì đó họ thấy thích hợp và vắng người và có nhang khói thì họ sẽ trú ở đó thôi. Nói chung là bình thường, chúng ta nói chung ai cũng biết hết, cái đó không cần phải nói để làm gì nữa, cũng như không cần phải hỏi vong linh để làm gì. Và quan trọng ở đây là phải biết là vong linh này cái sự mà run rẩy tật nguyền đó là do bẩm sinh hay là do một cái sự cố nào, một tai nạn nào đó mà khiến cho vong linh bị như vậy cả nhà. Đó, đó là cái quan trọng. Thứ hai là tên gì và mắc vì điều gì và vì sao mắc, cũng như là tên tuổi ở đâu đó thì cái nhảy. Thì bây giờ thì Tú sẽ đi ra bên ngoài quay một vòng và xem thử coi hôm nay gặp được cái thanh niên đó hay không, thì sau đó mình sẽ tiếp tục giúp con cô bé cả nhà. Thì ok, đi thôi cả nhà. Thì ok nhảy, thì bây giờ mình sẽ đi ra một vòng nơi đây xem thử có thấy vòng có cậu thanh niên ở đây không mọi người. Hôm nay thì trời khá là gió. Cái dẫm nè, cái này là thấy dẫm luôn, nó cài đông kinh mọi người. Bạc này chắc là gió, nó bị bọc rồi, bọc gió đây hướng đây nè. Thì hôm trước mình đặt cam quay vào cái gốc cây, gốc cây này mọi người, thì vong linh của đầu thanh niên bị tật nguyền này xuất hiện và quỳ xuống. Nói chung là lại mình đó cũng nha, thật sự thì cái điều đó nó khá là khó chịu. Thật sự mình không có muốn đuổi xe ra, nhưng mà vong linh cô bé chắc lẽ đang cầu xin một điều gì đó, thì có lẽ mình sẽ cố gắng để tiếp cận vong linh của cô bé này và giúp cho vong cô bé này mọi người. Thì cũng hai hôm nay mình không quay ở đây là do là trời mưa quá, mình không có quay ở đây được giúp vong linh cô bé được. Ở đây chắc có lẽ người dân vô ba cúng bánh nè, cúng bánh nè, cúng kẹp thật, ai thắp nhang cúng vô đây cái đọt cây này thật ngầu. Thôi tên đây không cấm, cấm vô đọt cây này là sao đấy, dòng bây giờ chưa thấy sao có xuất hiện ta.
Cô bé đang chờ mình, trong mình giúp đỡ là phải, khi mình đến cô bé là phải mừng cũng như là xuất hiện chứ. Con tôi con nuôi thịt ngồi đó cái nhà. Con đang ngồi đó kìa. Ngồi trên cái chỗ hôm trước mình cúng luôn nè. À, chào Vong nha. Chào ông nghe. Vọng Linh có cần tôi giúp đỡ phải không? Bây giờ á, muốn giúp đỡ cho Vong á thì tôi phải cần cái thông tin của Vong á, tôi mới cho Vong được. Đó. Bây giờ chút xíu nữa khi mà tôi cúng kiến ở đây nè, thì Vong hãy đến đây hưởng nhang khói vào trái cây nha, và sau đó tôi sẽ dùng cái thuật sức hồn để giao tiếp với Vong, để hỏi Vong một số điều được. Sau đó khi mà tôi biết được thông tin của Vong rồi, lúc đó tôi mới giúp được cho Vong nha. Thì bây giờ Vong đang trú ngụ ở đây hay ở đây nữa nào? Phải ở đây không? Cái nhà Vong thiếu niên này thật sự thì mình thấy kiểu như đất là lạnh lẽo và không như là ốm 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 mọi người. Chứ có lẽ là bị đói khát lâu rồi. Thì chút nữa cúng trái cây á và giăng khói để cho Vong ấm hơn và được hưởng trái cây và không đói đâu mọi người. Thì bây giờ Vong đang trú ngụ ở tại miếu này. Thì nói chung thì bây giờ thì Vong cứ tự nhiên, khi mà tôi cúng kiến thì Vong hãy đến hưởng, và sau đó là khi mà tôi xuất hồn hỏi Vong thì Vong cần tôi hỏi gì thì Vong cứ trả lời nha, để biết được thông tin nha. Bây giờ mình sẽ để cho Vong tự nhiên cả nhà. Mình thấy con này tội nghiệp quá, bị giống như bị động kinh á, tay chân co giật hoài á. Biến mất rồi hả? Đi vậy? Mau lên biến mất cả nhà đi rồi. Thôi cả nhà ơi, thì nói chung mình cũng đã gặp được cậu bé và mình cũng đã xin phép được là chút lát mình cúng kiến và mình sức hồn cho tới cậu bé này. Thì bây giờ mình sẽ tạm dừng máy để soạn trái cây và đồ cúng kiến ra cúng tại đây cho cô bé đến, mong cô bé đến hưởng nha cả nhà, và sau đó mình sẽ sức hồn ra để giao tiếp với cô bé này luôn mọi người. Thì ok nha, thì hôm nay thì Tú có mua dĩa tay cái cây nè mọi người, gồm có này quên này dên với gì quên này mắng cả gì mặn nhãn rồi mãng cầu rồi vú sữa mọi người. Thì ok bây giờ mình sẽ đốt nhang cúng kiến nha mọi người. Gió quá không cháy. Gió quá nhàn cháy nổi không?
cái nhai. Bây giờ mình sẽ tạm ra bên ngoài cho vong nó hưởng đi, và sau đó mình đã vào đây, nếu mà vong có ở đây mình sẽ xuất hồn cho tiếp luôn cả nhà.
Ui, vòng cậu thiếu niên đang ngồi ở, ở đó cả nhà. Đi chào ông nghe. Thì cũng như nói thì tôi sẽ xuất hồn cho tới với vong luôn nha. Ok. À, cái nhà này. Thì mình đã theo tới dưới vùng của bé thành công rồi cả nhà. Theo cái nhà thì vừa rồi mình đã xuất hồn ra giao tiếp với cái vong của bé này. Thì nói chung cái vấn đề xuất hồn ra mình giao tiếp con của bé này thì nói chuyện rất là ngắn thôi. Nói chung thì mình thì hoàn toàn chỉ hỏi những cái thông tin cần thiết để giúp cho bé thoát thôi. Thì mình con của bé này là tên Minh nghe cả nhà. Thì cậu bé này 19 tuổi. Nói chung là cũng là thanh niên rồi. Không còn là cậu bé nữa. Cũng là thanh niên rồi. Nhưng mà đối với mình thì mình kêu bằng cậu bé tại nhỏ tuổi mình rất là nhiều. Nó thì được biết là những cái hình ảnh mà cái nhà mình xem thấy và cậu bé này bị co giật này nọ đó. Gì đó. Là do khi cậu ấy vừa sinh ra đã có cái bệnh bẩm sinh bị kiểu như bị động kinh đó nha. Động kinh á. Thì chết thì cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà
Khi mà mình hỏi tới vấn đề đó thì cô bé này im lặng không trả lời. Thì chắc có lẽ con bé này không có muốn nói về vấn đề nữa, tại có lẽ là một cái sự gì đó ám ảnh của bé này, một cái đau lòng gì đó. Thì mình chỉ hỏi đơn sơ là tuổi tác, quê quán thì cô bé này cũng không có nói cho biết luôn. Là mình cũng hỏi rất là nhiều thì cô bé nói, cô bé cứ im lặng. Mình hỏi những vấn đề nào mà đi sâu vào mà kiểu như là thông tin cụ thể á, thì cô bé này cứ im lặng không không tiết lộ cho mình biết. Thì nói chung là mình biết được cái tuổi và cái tên, thì có thể là giúp cho bé đi siêu thoát được rồi. Thế nhai thì nói chung thì chắc có lẽ lần sau mình qua đây mình sẽ cố gắng giúp cho vong quẻ này siêu thoát luôn nha mọi người. Thì cái nhà mình yêu quý nhớ đăng ký like ủng hộ mình, và đặc biệt là theo dõi để xem những cái tập phần tiếp theo, những tập tiếp theo mình sẽ giúp cô bé như thế nào, và sau khi giúp cô bé này mình sẽ đi đến địa điểm nào để quay và gặp những lớp vong linh như thế nào. Thì ok, thì cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều, đặc biệt đừng quên like đăng ký kênh. Ok, chào mọi người, hẹn mọi người tập sau nhé, bye bye.